Siêu thị máy tính chính hãng Kang xin chào. Sản phẩm hôm nay ra mắt quý vị đó là Dell Voxo 3559 phiên bản RAM 8GB và 4GB. Dell Voxo 3559 là dòng laptop trung cấp dành cho giới công sở, doanh nghiệp hoặc là sinh viên kỹ thuật. Kích thước của máy lớn cho phép bạn làm việc dễ dàng với khối lượng vừa phải là 2,24kg. Voxo 3559 được nhà sản xuất thiết kế với vẻ ngoài giản dị kiểu dáng cứng cáp, toàn bộ được phủ một lớp sơn màu đen truyền thống. Máy có các góc cạnh vuông vắn, làm toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ cho người sử dụng. Mặt lưng được làm từ nhựa nhám với logo của nhà sản xuất đến từ Mỹ và các vân sọc ngang giúp tạo độ ma sát khi cầm nắm nhưng vẫn chưa cho khả năng chống bám vân tay, bạn cần phải vệ sinh lau chùi một cách thường xuyên. Máy được trang bị một màn hình 15.6 inch HD, công nghệ True Light cho ra hình ảnh rõ ràng và màu sắc tốt hơn. Bàn phím checklist được thiết kế vuông vức với các phím tách rời, bố cục bàn phím rõ ràng, các phím có độ nảy tốt, đảm bảo được độ chính xác cao khi đánh máy. Ngoài ra thì Voxo 3559 này có bàn phím số tích hợp phía bên phải, giúp cho việc nhập dữ liệu sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng. Bàn di chuột thì có diện tích rộng, bề mặt hơi nhám tạo độ ma sát khi vuốt chạm. Máy được trang bị một viên pin rời 4 cell và theo nhà sản xuất cho biết thì bạn có thể sử dụng được 4 cho đến 5 giờ tùy vào cách sử dụng. Mặt đáy được ghép bởi hai tấm nhựa tạo điều kiện dễ dàng cho bạn nâng cấp thanh RAM hoặc là ổ cứng SSD. Vẫn như các dòng laptop phổ thông khác của hãng, hai loa của Dell Voxo 3559 được bố trí ở hai góc phía trước, ngay sát mép rìa để tạo âm thanh vang hơn. Cạnh trái của chúng ta là nơi bố trí khe tản nhiệt và các cổng kết nối như sau. Đầu tiên là một cổng mạng LAN tốc độ tối đa là 1000 m/s, cổng VGA để kết nối với máy chiếu, USB 3.0 và một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh. Cạnh phải thì bao gồm ổ đĩa quang, hai cổng USB nữa và một jack cắm tai nghe tích hợp microphone. Tuy vậy máy không có cổng HDMI dùng để kết nối với TV. Không chỉ nổi bật ở thiết kế, sản phẩm này còn hấp dẫn các bạn trẻ bởi trang bị CPU Core i7 Skylake của Intel, tốc độ là 2,5GHz và cho phép máy hoạt động tốt, chạy mượt mà các ứng dụng nặng, xử lý đa nhiệm tốt. Chip đồ họa AMD Radeon M315, bộ nhớ 2GB giúp cho việc chơi game, xem phim sẽ trở nên mượt mà và trơn tru hơn. Ngoài ra, máy còn thích hợp cho các bạn sinh viên ngành kỹ thuật, dùng để thiết kế 3D, nhà cửa, các công trình xây dựng hay các chi tiết máy công nghiệp. Một số những thông tin hữu ích khác dành cho tất cả các bạn. Máy được trang bị Wi-Fi chuẩn AC với tốc độ cao, vào mạng nhanh gấp 3 lần thông thường. Giải trí đa phương tiện với một màn hình rộng và có khả năng chống lóa, sử dụng ở nhiều nơi có cường độ ánh sáng khác nhau. Dell Voxo 3559 đã có 2 phiên bản chính với 2 mức giá khác nhau. Nếu nhu cầu cao thì bạn có thể chọn phiên bản 16 triệu đồng với RAM 8GB và ổ cứng HDD 1TB. Nhu cầu ở mức thấp hơn thì bạn nên chọn phiên bản 14 triệu đồng với 4GB card rời và ổ cứng tiêu chuẩn là 500GB. Như vậy, điểm sáng của chiếc laptop Dell Voxo 3559 này chính là các đồ họa rời. Chip Core i7 mạnh mẽ cho khả năng xử lý tốt, hỗ trợ xem phim và chơi game dành cho các bạn nam sinh viên ngành kỹ thuật. Trên đây là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Bạn có thể truy cập vào website ankhang.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại!